mời huấn luyện viên Trần Minh Hiếu thể thao Đà Nẵng, các huấn luyện viên Hồ Minh Nhiệt, Quốc Phi, Ao ra sân để chuẩn bị. Huyền thứ có chưa? Huyền thứ đâu? Người công lý của Thành Tâm hiện giờ với tỷ số 4-1 của đội tuyển Phan Văn Mạnh tổng quyền đội của Hồng Rau. Minh Hiếu, Aga và Minh Nguyễn Bảo. Hãy